đây nhỉ? Đây này, khỏe này. Đẹp quá. Bọn mình đang đợi nhau một chầu cà phê bàn tính. À đây, đây là phim làm đây. Chị à rất khen cái đi đó. Nghe chưa? Phong có làm nhạc phim này không? Dạ không, Quân làm. Ai làm? Phong, Phong đợi vừa rồi làm Hoàng Thị Linh này, hoặc làm Trúc Nhân này. Vang giỏi lắm, ekip triệu view rồi. Giỏi lắm. Gặp lại luôn. Từ hồi làm với Quân nhỉ? Quân lúc nào phải có chị. Sáng nay hai chị em vừa ngồi với nhau, chị Hà khen Hoàng Thị Linh quá. Hay á. Thay đổi được cho lần. Trước đây là không anh thế. Anh với chị Hà cũng đang tính toán làm mấy thứ. Nên là bữa nào đi, nhà bọn mình gặp nhau. Chị Hà thì mai ra Hà Nội lại rồi. Thế nên tháng 11 thì mới quay trở lại được. Nhưng mà anh sẽ làm việc thay cho chị lấy cái vụ về. Ôi, em nhiều tuổi hơn. Anh nhiều tuổi hơn, em trẻ mà. Em bây giờ thành lão rồi. Đi đưa chị Hà vào chụp hình khác. Đỡ mắng. Xin trân trọng kính mời đơn vị đồng sản xuất Hoa Xuân Thời Trang, diễn viên, đạo diễn Mai Thế Hiệp. Xin được trân trọng kính mời đơn vị đồng sản xuất Pixel Garden, anh Đào Duy Hương. Trân trọng kính mời đại diện nhà tài trợ máy quay công ty Lê Bảo Minh. Trân trọng kính mời đại diện nhà tài trợ quà tặng cho buổi công chiếu công ty cổ phần Dượng Hoa với sản phẩm là theo ông The Coffee. Hôm nay thì cũng rất là tình cờ tôi có mặt ở Sài Gòn và được mời tham dự cái buổi ra mắt của phim Bắc Kinh Thang. Thì vì là tôi cũng rất là thân với nhà sản xuất Hoàng Quân cho nên là tôi xin được chúc mừng Quân cũng như ekip của mình trong dự án này. Nói thật là hôm nay tôi nể Quân lắm tôi mới đến đây chứ mà bảo tôi đi ra rạp xem phim kinh dị là không đời nào đó. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, thưởng thức của phim Bắc Kinh Thang. Sao? Hôm nay đã mang sẵn cái gì mà để ngủ trên máy bay gọi là cái gì? Số ghế và số đạp để tránh vào nhầm che mắt sẵn. Gì anh? Em sợ ma lắm. Thì bây giờ cứ vô coi thử coi chút coi có chạy ra ngoài không. Kinh lắm, sợ kinh dị lắm. Đây là rất là quý Quân mới đi xem còn này. Tôi đã chuẩn bị sẵn kính để lúc nào mà kinh hãi quá thì tôi nhắm mắt lại không phải xem nữa. Nào, đây là diễn viên chính của phim đã bị cắt ra khỏi phim vì quá kinh dị. Rồi, đây vào đây. Vào đây chị Lam vào rồi đó. Dạ. Một lần nữa, đoàn làm phim Bắc Kinh Thang sẽ được trân trọng kính mời tất cả quý vị khán giả và các anh chị phóng viên báo chí đến từ các quan tâm tới báo đài. Chúng ta cảm hãy theo số ghế và số đạp được ghi trên máy hồi của mình theo sự hướng. Cái gì? Tiết lộ về vai diễn của mình đi. Không có gì để tiết lộ cả, đó là một cái vai diễn. Đó là một cái vai diễn dành cho những khán giả không chớp mắt. Tại đối với những khán giả nào mà xem phim mà khóa chớp mắt là đôi khi sẽ không bao giờ được thưởng thức cái tài năng diễn xuất của Tuấn trong phim này. Tuấn là người mê phim ảnh và đặc biệt là dòng phim kinh dị, nên là khi mà nhận được cái lời mời tham gia cái phim này, Tuấn rất là vui khi mà đóng góp một vai nhỏ xíu cho một cái bộ phim rất là ấn tượng này. Bản thân Tuấn thì tôi vẫn thích những cái bộ phim kinh dị mà nó đánh vào tâm lý nhiều hơn là những cái loại thể loại phim kinh dị mà ma quái, ma hay là quái vật. Tôi vẫn thích những cái thể loại phim kinh dị nó xuất phát từ những cái bất ổn về mặt tâm lý của những nhân vật.